Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Chàng lên tiếng khích nộ, ngươi dám đuổi theo ta không? Từ Lập Thiện như hổ dữ đói mồi, chết này! Y lao theo như tên bắn, y xuất lực thần tốc. Đúng như dự đoán, Dương Hận một lần nữa bất ngờ đảo người ngoặt về phía Nhan Di Hải, đang thả sức quần thảo dơi Khúc Dung Toàn và môn nhân Thái Ất Môn, năm người. Bị hụt chiêu, Từ Lập Thiện gào lên hết sức là dữ dội. Ngươi phải chết! Giết! Giết! Y lao theo sát gót của chàng, và y lại xuất thủ. Ung dung lao vào giữa trận, Dương Hận vừa hô quán vừa dung chưởng đánh nhào vào Nhan Di Hải. Mọi người mau lùi lại, nhường lão tặc cho tại hạ, hãy đỡ. Nhan Di Hải nào biết về thủ đoạn của chàng, lập tức cười rống lên. Khi nghe đối phương vốn đông, giờ chỉ còn lại một mình Dương Hận. Dương Hận, ngươi tìm đến ta để nạp mạng ư? Dương Hận, hãy xem đây. Kinh lực vừa được Nhan Di Hải phát đi, bên tai của lão chợt nghe tràng cười mang dại của Từ Lập Thiện. Chết này! Nhan Di Hải thản nhiên phụ họa. Hay lắm, Từ lão đệ. Chúng ta phải... Trời ơi, sao lão đệ ngăn ta giết y chứ? Ầm, ầm, ầm. Bảo là ngăn thì không đúng lắm, vì Từ Lập Thiện xuất lực và nhắm vào nhị kình chuẩn bị giao nhau của cả Nhan Di Hải lẫn Dương Hận. Lập tức Dương Hận và Nhan Di Hải đều phải lảo đảo thân hình do bị kình lực của Từ Lập Thiện ập vào chậm hơn nhưng lợi hại hơn. Đã thế, Nhan Di Hải lại thêm bất ngờ khi nhìn thấy Từ lão đệ của lão đột nhiên phân khai song thủ để cùng một lúc đánh vừa vào lão vừa vào Dương Hận. Chết! Giết! Nhan Di Hải đành phải xuất kình chống đỡ và gầm lên kinh ngạc. Sao lão đệ lại đánh vào ta? Dừng lại đi. Khôn ngoan hơn, do đã biết trước tình thế, Dương Hận thay vì phát chiêu chống lại như lão Nhan Di Hải đang làm, chàng vừa cười vừa lui lại tránh chiêu. Lão có nhớ Tế An đại sư đã nói những gì trong Quyết Địa Phủ không? Lão đệ của lão đã không cần đến lão nữa rồi. Chàng nghe tiếng chạm kình vang lên. Trước lúc Nhan Di Hải gầm giận dữ, Từ Lập Thiện, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ sao? Từ Lập Thiện không đáp, nói đúng hơn là y chỉ có cười và cười. Trong một vài loạt chiêu thức, chốc chốc y chỉ là những tiếng gầm đơn lẻ và ngắn gọn. Nhìn bọn ác ma bỗng nhiên trở mặt với nhau giao đấu chí tử như hai kẻ vốn là kẻ tử đấu, Khúc Dung Toàn, Khang Bối và những người còn lại nửa mừng nửa ngơ ngác. Họ mừng vì nhờ đó họ không phải khốn đốn nữa, nếu họ phải tiếp tục đối phó với hai kẻ đại ác nhân. Họ ngơ ngác là vì họ không hiểu tại sao lại xảy ra điều kỳ quái này. Không cần giải thích và cũng không cần phí phạm thời gian, Dương Hận vội vã bảo với mọi người, lùi mau, đừng để quá chậm. Chàng là môn chủ, lời của chàng là mệnh lệnh. Tất cả lặng lẽ bám theo chàng. Lúc nhận ra chàng đang nhắm thẳng vào phía Thái Ất Cung, Châu Hoàng Mai chợt hỏi, chúng ta quay lại Thái Ất Cung sao? Chàng đáp, đành phải thế thôi, Châu muội. Khi Từ Lập Thiện đã trở thành Du Ma Tử, hắn không còn phân biệt được lạ hay là quen, chỉ biết giết và giết bất chấp đối tượng là ai. Ta không thể không tìm cách đi vào cung Thái Ất. Chỉ có cách đó ta mới có đủ năng lực diệt trừ đại ác ma, cứu giang hồ khỏi một phen đại họa. Mặt Đỉnh Lập kinh nghi, nhưng lối vào Thái Ất Cung đã bị bọn ác ma du hiệp phong bế, môn chủ làm sao vào được. Chàng thở dài và nói, đó là điều tại hạ muốn nói với tất cả. Khúc lão, lão nói cho bọn họ nghe đi. Vừa đi vừa hỏi chuyện, chẳng bao lâu nếu mọi người đều đã rõ vì sao Dương Hận không những không chết,
Dù đã rơi vào làng nước Thái Hồ mà vẫn còn có ý định đi vào Thái Ất Cung thì ngược lại. Đến lượt Khúc Dung Toàn đã rõ những gì đã xảy ra cho nhị lão hộ pháp thế vị tại Thái Ất Cung. Từ lúc đó với vẻ mặt buồn rười rượi, lão Khúc Dung Toàn cứ trầm mặt không mở miệng nói nữa. Đến lúc này chàng mới hỏi mọi người, chuyện ở Thái Hồ đã xảy ra như thế nào từ khi tại hạ rơi vào hồ cùng với Lâm cô nương vậy? Sau câu hỏi của chàng, đến lượt Châu Hoàng Mai trở nên trầm lặng. Nàng có vẻ suy tư khi nhớ lại những gì Khúc Dung Toàn đề cập đến ân cứu mạng của Lâm Tú Tú đối với ý trung nhân của nàng. Tình ý, Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình đưa mắt nhìn nhau và cả hai cũng bắt đầu lặng câm. Một là để dò xét thái độ của Châu Hoàng Mai, hai là nghĩ cách giúp môn chủ trong tình cảnh rối rắm này. Mặc Đỉnh Lập lúc này lên tiếng đáp, sau khi môn chủ đã thất tung, định dùng chữ chết nhưng do Dương Hận vẫn sống, Đình Lập kịp thay bằng chữ khác thích hợp hơn. Không như mọi người nghi ngờ và lo sợ, bọn ác ma du hiệp bỗng biệt vô âm tính. Chàng kinh ngạc, bọn chúng không xuất hiện. Thật sao? Đỉnh Lập gật đầu. Hoàn toàn là không thấy chúng xuất hiện, môn chủ có nghĩ được nguyên nhân gì không? Chàng trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng đáp. Theo ta, ác ma không có tâm cơ như Từ Lập Thiện, không đáng sợ bằng bọn du hiệp nhiều tâm cơ lắm thủ đoạn. Theo tại hạ nghĩ, có lẽ lão du hiệp cảm thấy công phu không bằng, lão phải tìm chỗ ẩn cư để khổ luyện công phu Thái Ất. Mặc Nhất Huynh nghĩ như thế nào? Nhân lúc chàng trầm tư ngẫm nghĩ, Tú Tú phát hiện ánh mắt dò xét của Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình. Cứ lẻn nhìn nàng, nàng có cảm giác bối rối. Đành phải giả vờ suy tư không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Cũng vậy Khả Thế Phương do là nữ nhân và Khang Bối do từng trải. Cả hai cấp thời phát hiện cử chỉ khác lạ của Châu Hoàng Mai. Lão Khúc Dung Toàn, Lữ Thúy Bình, Di Bất Nộ rồi đến Lâm Tú Tú. Họ cũng lẳng lặng quan sát tất cả. Rốt cuộc chỉ còn Mạc Đỉnh Lập đối đáp với Dương Hận. Môn chủ nghĩ cũng đúng, suy xét cho tận cùng. Nhiệm gian Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên đều am tường công phu Thái Ất. Có lẽ nhân dịp lão du hiệp có được khẩu quyết công phu bổn môn, bọn ác ma muốn đạt sở học thượng thừa nên cùng một lúc tuyệt tích trên giang hồ. Chàng gật đầu thừa nhận. Giang ngoan nhất là lão du hiệp, bọn nhiệm gian rồi cũng là những bổ sung trong tay của lão mà thôi. Mặc Đỉnh Lập lo ngại nói, liệu sau này khi bọn du hiệp luyện được công phu bổn môn đến mức quyền ảo, chúng ta có đủ khả năng để diệt trừ không môn chủ? Chàng hất mặt về phía Khúc Dung Toàn và nói, hãy còn tùy ở Khúc lão, nếu chúng ta tìm được lối thứ hai để đi vào trong bổn cung Thái Ất, tại hạ tin rằng chân nhân tổ sư chắc chắn có lưu lại nhiều sở học khác cho chúng ta tham luyện. Nếu được như vậy, đừng nói là bọn du hiệp như Nhan Di Hải hoặc Từ Lập Thiện, chúng ta vẫn có thừa khả năng chế ngự hoặc diệt trừ. Mặc Đỉnh Lập lúc này nôn nao nói, dựa vào đâu môn chủ nói chắc chắn như vậy? Chàng đáp, một là dựa vào di tự của chân nhân tổ sư để lại, tại hạ đã đọc, hay là dựa vào quy lực của Thái Ất thập nhị trưởng, mỗi khi được chư vị họp lại hai hoặc ba người, tại hạ nhận định quy lực của nó không những chỉ tăng gấp đôi mà là tăng lên gấp nhiều lần so với do một người thi triển. Tỉnh ngộ, Mạc Đỉnh Lập bỗng lên tiếng nói, môn chủ có nghĩ đây là sự manh nha của một trận pháp Thái Ất hay không? Chàng sửng sốt, trận thế Thái Ất à? Có lẽ là thế. Mạc Đỉnh Lập sôi nổi nói, nếu đúng như vậy làm gì có người đủ năng lực chống lại Thái Ất trận, môn chủ nghĩ xem. Chàng gượng cười, hy vọng là như Mạc Nhất Huynh đã đoán, bằng không Võ Lâm Trung Nguyên phải nguy mất thôi. Gọi là mạch nước, thật ra đó chỉ là một con suối đột nhiên tuôn trào ra từ một tiểu khẩu ở vách đá. Do nguồn gốc xuất phát ra con suối khá là bất minh, chẳng cách lúc phát hiện, nhị lão hộ pháp thế vị đã cho rằng con suối chắc chắn phải bắt nguồn từ ở trong cung Thái Ất. Ước lượng khoảng cách từ tiểu khẩu nơi con suối lượn lờ chảy ra cho đến tận vách đá sừng sững ở phía trước cung Thái Ất, Dương Hận lẩm bẩm, không ngắn hơn 100 trượng đâu. Khúc lão liệu sao, giả như con suối cứ ăn ngầm mãi trong lòng núi,
lão đủ lực để bơi đến tận nguồn hay không? Khang Bối phản bác: môn chủ, giá như Thái Ất Cung là một vị trí thật rộng, con suối nếu có chảy ngầm giữa lòng núi thì cũng không đến 60 trượng. Mặc Đỉnh Lập gật đầu tán thành. Khang Thất tiền bối nói cũng đúng, gọi là cung chắc chắn nơi đó phải rộng, và có mỗi bề ít lắm là 3 hoặc 40 trượng. Khúc tiền bối chỉ cần chui qua 60 trượng là nhiều. Khúc Dung Toàn xoa hai tay vào nhau. 60 hoặc 100 gì cũng được. Gần 4 năm khổ luyện thủy công ở Thái Hồ, Khúc Mổ đủ lực để vượt qua tất cả. Châu Hoàng Mai cất bước đến gần Dương Hận và nói: Dương huynh, chúng ta chờ Khúc tiền bối ở đây, hai đến phía trước vậy. Lâm Tú Tú cũng tiến đến gần chỗ Dương Hận đứng bên hữu của chàng, vì bên tả đã bị Châu Hoàng Mai chiếm trước, tỏ ra có tài liệu đoán. À, thông thường đã là cung thất, lối nhập cung phải ở nơi thoáng đãng, chính là ở phía trước. Khúc lão nếu vào được, chỉ cần phát động cơ quan vách đá ở phía trước chắc chắn sẽ được khai môn. Chúng ta đứng chờ ở phía trước phải hơn đó. Khúc Dung Toàn mỉm cười, Lâm cô nương nói rất đúng. Ý lão phu môn chủ và mọi người cứ chờ sẵn ở phía trước. Thuộc hạ ngay khi tìm được nơi phát động cơ quan quyết sẽ khai mở cung Thái Ất và cung nghinh môn chủ tiến nhập. Nghe như thế Dương Hận gật đầu, được, mọi việc ta đều trông mong ở lão, lão nhớ bảo trọng. Sau đó, chờ khi Khúc Dung Toàn chui mình mất hút vào trong tiểu khẩu giữa dòng nước suối lượn lờ, Dương Hận và mọi người mới dòng ra phía trước như đã định. Nhìn lại vách đá, nhất là nhìn vào nơi đã bị bọn ác ma du hiệp vừa dùi thay nhị lão, vừa dùng một thân cây dài hơn 2 trượng để mà bịt kín, Dương Hận tổ lộ sự động nộ. Chàng cao giọng phát thệ, nếu sau này Dương Hận tại hạ không giết được lũ ác nhân du hiệp để báo thù cho nhị lão, tại hạ sẽ như tảng đá này. Tảng đá được chàng chọn làm đối tượng đâu phải là nhỏ, đó là một tảng đá to lớn nặng nề ước đến 1000 cân, nhưng với công lực tuyệt phàm của chàng giờ đã tăng đến gần 2 giáp tý, công phu tu vi của chàng, một kích này của chàng đã khiến cho tảng đá đó phải vỡ thành nhiều mảnh. Thần lực của chàng càng lúc càng tăng, không là điều lạ đối với môn nhân Thái Ất Môn. Chỉ có Lâm Tú Tú là tròn mắt thán phục, bởi nàng nào có biết chuyện chàng đã uống được huyết báo của quái xà 1000 năm, thiên niên độc giác xà dương. Tuy nhiên nói sao thì nói, công phu bản lãnh của chàng vừa phô diễn càng khiến cho tất cả mọi người thêm ngưỡng mộ và tin tưởng. Gần 1 canh giờ trôi qua đi, vách đá ngay trước mặt của mọi người vẫn bất động. Dương Hận lo ngại, biết Khúc lão có vào được không, hay giữa chừng lão kiệt lực phải quay lại. Khang Bối lên tiếng, nếu có quay lại mọi việc kể như bất thành, lão phải tìm đến báo tin cho chúng ta từ lâu rồi, đâu có chậm đến như vậy. Mặt Đỉnh Lập thoáng nghi hoặc, hoặc lão không đủ sức quay lại. Vì bất ngộ nạt ngang, làm gì không đủ sức, Mặt Nhất Quên không nghe lão nói hay sao? Gần 4 năm khổ luyện thủy công, đừng nói gì là lão đến, đến đệ nếu được luyện như thế cũng thừa sức chui vào và quay lại. Lữ Thiếu Bình lại nghĩ khác, Khúc tiền bối có thể đã chui đến nơi và đang tìm kiếm mấu chốt phát động cơ quan. Khả Thế Phương cố làm cho mọi người bớt nôn nóng vì chờ đợi. À, Lữ Tỷ Tỷ nói rất đúng, mọi người không thông thuộc địa hình như Khúc tiền bối đâu, dễ gì mà tìm được nơi ẩn giấu mấu chốt phát động cơ quan. Chúng ta cứ chờ đợi đi nào. Châu Hoàng Mai nghi ngờ nói, có khi nào Khúc lão giả vờ tìm kiếm nơi phát động cơ quan, nhưng thật ra lão lại lo dơ vét tàn thư bí kíp hay không? Dương Hận chột dạ, có lẽ nào. Theo ta Khúc lão rất thật tâm, Châu muội chớ có nghi ngờ lão như thế. Lần đầu tiên Lâm Tú Tú có cùng ý nghĩ với Hoàng Mai. Ngươi tin lão chứ? Ta không tin. Chàng sững sờ, tại sao? Lâm Tú Tú nghiêm giọng, bảo lão hãy có tâm địa độc ác, vì không có chứng cứ nên ta không dám giải quyết. Có điều thái độ của lão mấy lúc gần đây khá là kỳ quái, ta tin là có vấn đề. Thái độ gì? Đáp lại câu hỏi của Dương Hận như nhớ ra, Khang Bối lên tiếng, Lâm cô nương có nhắc thuộc hạ mới nhớ, khi Khúc Dung Toàn biết tin nhị lão không còn nữa, lão cứ trầm tư lạ lùng. Khả Thế Phương cũng chen vào nói, môn chủ, thuộc hạ cũng nhận thấy như Khang Thất tiền bối,
Cử chỉ của lão quả là có khác thường. Để trấn an những nghi nan của mọi người, chàng xua tay. Có như mọi người nghĩ cũng không hề gì. Thượng tầng công phu của Thái Ất chỉ có được nếu người luyện kim tu cả nhuyễn giáp xúc cốt công. Mà công phu này hiện tại chỉ có mỗi một mình tại hạ luyện được. Tại hạ có thể nói Khúc lão dù có tài rồi cũng phải thất vọng. Mọi người chớ lo lắng thái quá. Đúng lúc đó một loạt những tiếng động lạ tai bỗng vang lên từ vách đá. Cạch cạch, kẹt, kẹt, kẹt. Dương Hận lúc này thở phào một hơi và nói. Nếu lão có tà ý, lão đâu cần khai mở cơ quan. Mục Đính Lập bồi hồi nói. Hơn 500 năm phòng bế Thái Ất Cung rồi cũng đã đến lúc lộ diện. Biết bao đời môn nhân, bổn môn đã mỏi mòn trong chờ ngày này. Do quá bồi hồi, ngay khi vách đá hé lộ, tạo ra một lối đi vừa dặn cho một người, Mục Đính Lập lập tức lao vào. Mọi người chợt quyên náo hẳn lên. Thái Ất Cung đã mở, chúng ta là những người đầu tiên sau 500 năm dài chờ đợi, được đặt chân vào. Mau lên nào, mau lên. Những tiếng dùng dút vang lên. Mọi người hô quán và hối hả lao vào Thái Ất Cung, khiến mọi tiếng động, mọi âm thanh khác đều bị che lấp. Vì thế với thính lực tinh tường, Dương Hận dù đã phát hiện những thanh âm khác biệt ngay lúc Mặc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương lao vào đầu tiên, chàng cũng không có cách nào tìm hiểu xem đó là những thanh âm gì. Chàng chỉ nghe mơ hồ nên chỉ dám phỏng đoán cũng mơ hồ, đó là tiếng kêu vừa đau đớn vừa nấc nghẹn của Mặc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương. Nhưng chàng nghĩ bên trong Thái Ất Cung chỉ có duy nhất một mình Khúc Dung Toàn. Một là lão chưa có dấu hiệu gì rõ rệt là có tà ý, hay là bản lãnh của lão đâu bằng Đỉnh Lập và Thế Phương. Vậy thì ai đủ năng lực hạ thủ hai người này? Nếu không có ai cả, phải chăng chàng đã nghe lầm nên đoán lầm chăng? Tiếp đó vẫn là trong mơ hồ chàng nghe phịch hự, chàng lại tiếp tục lập luận. Không có ai ám toán, phải chăng trong Thái Ất Cung giấu tàn ẩn nhiều cơ quan lợi hại, khiến đến Lược Di Bất Nộ Lữ Thúy Bình cũng bị hại? Rồi phịch hự, không dám để chậm, chàng lao giọt đến. Chậm đã châu muội Lâm cô nương. May thay, hai nàng vì vẫn chờ đợi phản ứng của chàng, thấy chàng nhường cho mọi người vào trước, hai nàng đành phải nhượng bộ, dù rất là háo hức, muốn gấp rút lao vào. Chàng kịp ngăn hai nàng lại, trước khi hai nàng đặt những bước chân đầu tiên vào chỗ vách đá hé lộ. Họ nhìn chàng nghi hoặc, đáp lại chàng hé miệng định nói lên điều nghi ngờ của chàng. Nhưng ngay phía sau ba người chợt có hàng loạt những âm thanh gào thét. Đừng để chúng vào Thái Ất Cung, trước bọn ta, chúng ta phải chiếm bằng được tàn thư võ học của Thái Ất lão quỷ. Không cần quay lại, Dương Hận cũng nhận ra bọn đang lao đến là ai. Chàng hối hả căn dặn hai nàng. Ta chưa nói gì, nhị vị chớ bao giờ tiến vào Thái Ất Cung. Tốt hơn hãy để bọn du hiệp vào trước, mau tránh sang một bên đi. Dứt lời, chàng dịch về phía bên tả, ngược lại Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai lại dịch về phía bên hữu. Tứ phía quả nhiên bọn du hiệp đang lao đến, bọn chúng không ẩn thân để mà luyện Thái Ất thần công như chàng và Mặc Đỉnh Lập đã suy đoán. Sự hiện diện của bọn du hiệp ở đây chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn bằng mọi cách xâm nhập Thái Ất Cung mới. Có lẽ chúng nghĩ chỉ có Thái Ất công phu chắc chắn có lưu lại tại Thái Ất Cung mới đủ giúp cho chúng hoàn thành bá nghiệp. Ngược lại với Thái Ất công phu chúng đang có, bất quá chỉ là hơn phần nào so với môn nhân của Thái Ất Môn, chưa đủ để gọi là đại cao thủ đệ nhất thiên hạ. Vừa xuất hiện thấy Dương Hận cố ý để lộ lối vào Thái Ất Cung, du hiệp kinh nghi, lão khựng người và dừng lại. Tuy nhiên theo sau lão là bọn Nhiệm Giang ba người lại hăm hở khác xa lão. Nhiệm Giang ung dung lao vào trước. Đi ngang qua chỗ của Dương Hận, Nhiệm Giang bật cười cuồng ngạo. Sau lần rơi xuống Thái Hồ, ngươi đã nhục hết nhuệ khí rồi sao hả? Dương Hận không chờ điều này, chàng phải đành lùi nữa và hối hả gọi cả hai nàng. Lùi lại nữa đi. Càng thêm ung dung, Nhiệm Giang càng lao dút vào. Dương Hận lắng tai chờ nghe những thanh âm lạ tai đã từng vang lên. Rất tiếc đến lượt Kim Trung Nhân lao đến với chàng cười đắc ý. Ta đã chờ mãi một ngày như hôm nay rồi. Đến khi Đoàn Kính Niên lao vào, khiến cho lão du hiệp nôn nóng phải lao theo, Dương Hận mới nghe có tiếng gầm của lão Nhiệm Giang. Khúc Dung Toàn, mau để lại những gì lão thất phu ngươi đã lấy.
Dương Hận đột nhiên bừng bừng sát khí. Với toàn bộ nội lực ở trong cơ thể, chàng bất ngờ gầm lên kinh khiếp, khúc dung toàn người đáng chết. Đến lượt Dương Hận lao vào khiến Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai có phần nào chậm chân. Và khi hai nàng nhìn nhau định lao vào, từ bên trong bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Ầm! Những tiếng rào rào vang lên chưa hết, với không ít đất đá tuôn ào xuống từ bên trên vách đá, khiến cho hai nàng phải lùi lại thật xa. Bụi cát mịt mù từ nơi vách đá hé lộ cứ tuôn ra như thác lũ, làm cho hai nàng có muốn nhìn cũng chẳng nhìn được. Lúc đó vách đá bỗng rung chuyển, có tiếng chấn động lớn khác lại vang lên. Ầm! Rồi những tiếng rào rào nữa lại vang lên. Hai nàng không tự chủ được bật la quảng lên. Quả dược! Vách đá sừng sững vốn uy nghi sau một lúc chao đảo rung chuyển liền sụp đổ xuống. Ầm ầm ầm! Chờ khi bao tiếng động đều im dần, Lâm Tú Tú lại gào lên. Dương Hận, chàng làm sao thoát cảnh bị đất đá chôn vùi? Châu Hoàng Mai tê điến thần hồn, mặt Lữ Khả Di Thái Ất Môn, lại có kết cục như thế này sao Dương Vinh? Quả nhiên sự lo sợ của hai nàng có thể là sự thật, bởi đừng nói gì lối đi vào Thái Ất Cung mới được khai mở, đến như vách đá sừng sững nọ, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát mà thôi. Nhìn đống loạn thạch này, có ai dám nói Dương Hận hoặc bất kỳ ai khác sau đó sẽ còn sống sót? Cho dù sống sót đi nữa, một khi Thái Ất Cung bị bế kín, mọi lối đi như thở nào, những người may mắn còn sống sót đó liệu có cách nào thoát ra được chăng? Chẳng có một ai, chẳng bao giờ có. Lâm Tú Tú bỗng nhớ đến tiếng gầm cuối cùng của Dương Hận, Khúc Dung Toàn, Châu Tỷ mau theo muội. Nhìn Lâm Tú Tú lao đi, Châu Hoàng Mai chợt hiểu, nàng nhanh nhẹn theo chân. Đến chỗ có mạch nước, nhìn những vệt nước ướt đẫm kéo dài mãi về phía nam, Lâm Tú Tú động nộ nói, lão đã thoát, chúng ta chậm hơn lão, làm thế nào đây Châu Tỷ? Châu Hoàng Mai uất hận, lao theo dấu vết nước, đuổi theo. Lâm Tú Tú cũng nghĩ thế. Hai nàng vừa khuất dạng từ bên tả mạch nước, một chiếc đầu ướt đẫm bỗng trồi lên. Muốn tìm ta ư? Hai người quên rằng Khúc Dung Toàn ta đã gần 4 năm khổ luyện thủy công rồi sao? Chiếc đầu đó là Khúc Dung Toàn, lão đủ tâm cơ để tạo những dấu vết giả để đánh lừa Châu Lâm hai nàng. Khúc Dung Toàn sau đó bước lên từ chỗ ẩn, ung dung di chuyển về phía bắc mất hút. Sau lão mọi vật đều im ắng, như chưa bao giờ ở đây xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nhắc lại Khúc Dương Hận giận dữ, tận lực bình sinh lao vào trong, khiến cho quên đi phải gọi hai nàng Lâm Châu cùng vào như đã dặn. Chàng chưa kịp nhận định những gì đang có ở sau vách đá, bao năm dài phong bế. Chàng nghe lão Du Hiệp nạt khẽ, tiểu tử người muốn chết. Dù đây là nơi hoàn toàn thiếu ánh sáng, nhưng với một lực tinh tường, Dương Hận đã phát hiện lão Du Hiệp đang ném về phía chàng một vật vừa tròn vừa có màu tối đen. Kinh nghi khôn xiết, đang đà lao đi thần tốc, Dương Hận chợt đảo người về một bên rồi ầm. Choáng tai qua mắt, tiếng chấn kình lớn chưa từng có khiến cho Dương Hận sôi trào huyết khí, như vừa bị một loạt chưởng lực đã thương vậy. Rồi mấy tiếng rào rào vang lên, đất đá bay tán loạn, khiến cho Dương Hận càng thêm kinh tâm động phách. Chưa thể nghĩ ra vật do lão Du Hiệp vừa ném là vật gì mà có quy lực lợi hại đến như vậy. Chàng lại nghe Du Hiệp nạt thêm một lần nữa, đừng để cho lão họ Khúc chạy thoát, mau thưởng cho lão một lần quả đạn đi. Thế là ầm, rào, rào, rào. Đất ở dưới chân rung chuyển như một cơn địa chấn. Từ khi có tiếng đại chấn thứ hai vang lên, Dương Hận kinh hãi vội lùi lại. Chân của chàng giáp phải một vật mềm nhũn, chàng ngã ngửa ra sau rồi kêu phịch một tiếng. Đưa tay sờ soạt, chàng phát hiện vật vừa làm chàng ngã chính là một thi hài hãy còn nóng ấm. Chưa biết đó là ai, trong môn nhân của Thái Ất Môn năm người, Dương Hận vội lần tay lên tới đầu của thi thể. Chàng thất kinh vì chạm được một đống bầy nhầy nát bét. Cạnh đó là một mẩu đá sắc nhọn cũng dính những mẩu nhầy nhụa. Bất kể là ai, tất cả đều phải trải qua hai lần thảm tử. Một do Khúc Dung Toàn âm thầm ám hại,
một do loạn thạch phá vỡ thi thể. Mối đại thù này Dương Hận ta phải sống để báo thù. Chàng bỗng nhớ đến Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai. Nếu như hai nàng vội lao theo ta, cả hai thế là đã chết. Một mình ta đã gieo tai họa cho nhiều người như thế sao? Khúc Dung Toàn ơi Khúc Dung Toàn, lão ác độc và xảo quyệt đến thế sao? Ta thề phải phanh thay lão. Dù hiệp, lão cứ như âm hồn bất tán, luôn quấy nhiễu ta. Hận này thù kia, ta buông tha lão sao được? Tiếng động im dần, không gian tối đen. Dương Hận ngỡ như là chàng vừa bước vào cõi u minh chứ không phải bước vào cung Thái Ất. Chàng ngưng thần nghe ngóng, hy vọng phát hiện chút động tĩnh gì, cho biết bọn ác ma du hiệp và lão giả dối Khúc Dung Toàn vẫn còn ở quanh đây. Chàng thất vọng, yên tĩnh quá, không một tiếng động nào cả. Chàng hồ nghi và hồ nghi cực độ, lối vào chắc chắn đã bị loạn thạch bịt kín. Chỉ còn lại một lối duy nhất mà Khúc Dung Toàn đã theo đó vào. Bọn du hiệp một là không biết, hai là dù có biết cũng không thể thoát đi do không tinh thông thủy tính. Chúng đang ở đâu? Sao không có tiếng động khả nghi nào cả? Hay chúng cũng là đang bị loạn thạch giăng phải và đã thiệt mạng rồi? Như lời đáp lại nghi vấn của chàng, một thanh âm vang lên, và thanh âm này cực lớn. Ầm! Lại là Lân Quả Đàn. Bọn chúng còn ở đây, hay lắm, chàng động thân lao đi. Không một ánh sáng, không chút dương quang. Dương Hận lao đi là dựa vào phương hướng phát ra tiếng chấn động vừa có. Tuy nhiên lao đi được vài trượng, chàng ngơ ngác dừng lại. Thái Ất Cung ẩn trong lòng núi và lòng núi lại kín như bưng. Âm thanh lại luôn phản hồi vang vọng, ta biết chạy theo hướng nào. Đúng như chàng nghĩ, hiện giờ thanh âm do Lân Quả Đạn phát ra cứ như là âm âm vang vọng. Đừng nói chi là chàng, cho dù là tuyệt đại cao nhân cũng vô phương nhận định được vị thế phát ra tiếng chấn kinh. Chàng lại nghĩ ở trong sự tiếc rẻ, phải chi ta có một ngọn quả thập thì hay biết mấy. Ta đâu phải lúng túng như thế này. Như đáp ứng sự mong muốn của chàng, dùng không gian đen kịch bỗng thay đổi khi có một tia lửa nhoáng lên rồi tắt phục. Không chậm trễ, dù chỉ có mỗi một tia lửa hiếm hoi và chỉ tồn tại không đầy một sát na, nhưng lại quá đủ để cho Dương Hận nhận định được phương hướng. Chàng lập tức lao đi. Tiếng không khí chuyển động do chính bản thân chàng di chuyển tạo ra, không thể che lấp thính lực của chàng. Chàng vừa phát hiện những loạt âm thanh khả nghi đúng vào hướng vừa phát ra tia lửa. Róc rách, róc rách. Tiếng nước chảy ư? Phải chăng đó là nguồn xuất phát ra con suối mà nhị lão khi phát hiện ra đã gọi là mạch nước ngầm? Bọn du hiệp định theo chân Khúc Dung Toàn đi khỏi Thái Ất Cung bằng lối nước suối tuôn chảy. Không được, ta phải ngăn và diệt trừ bọn chúng ngay tại đây, hầu báo thù cho môn nhân của bản môn. Ai ngưng thần nghe ngóng, một lực căng hết mức có thể. Chân di chuyển từng bước một về phía phát ra những thanh âm như tiếng nước chảy kia. Bị bỏm. Chàng kinh nghi, nước ở đâu ra? Dường như địa điểm ta đặt chân đến đều ngập tràn và lên láng nước thì phải. Sao lại như thế này? Mỗi bước chân được chàng nhấc lên rồi hạ xuống, dường như đều dẫm phải nước. Thoạt đầu nước chưa ngập khỏi đôi giày vải của chàng. Sau đó, hoặc là nước dâng cao dần, hoặc chàng đang di chuyển càng lúc càng tiến vào chỗ trũng của con suối. Nước đã ngập gần đến đầu gối. Nguy tai, đây mà là con suối sao? Nếu là con suối và là nguồn gốc xuất phát ra con suối, nước đâu phải sâu đến ngang thắt lưng ta như vậy, hay đây là nguyên một ao nước? Chàng dừng lại khi nhận ra chàng càng đi sâu thì mực nước càng như sâu hơn. Không tinh thông thủy tính và đã một lần suýt chết vì nước tại Thái Hồ. Dương Hận thật là kinh hãi khi lâm vào tình cảnh này. Nhưng chưa phải là hết. Rõ ràng là chàng đã dừng lại, đến nửa bước chân cũng không dịch chuyển được. Nhưng nước vẫn cứ như là muốn dâng cao hơn. Chàng lặng người dùng cảm giác để cảm nhận điều đang xảy ra. Không sai, mực nước đang dâng cao dần. Nếu trước đó có một ít nước chỉ cao ngang thắt lưng, thì vào lúc này mực nước đã ngập đến nửa người của chàng rồi. Và bằng vào cảm nhận, Dương Hận cũng nhận ra có một áp lực nhẹ nhẹ đang đẩy người của chàng vào. Nước đang tuôn chảy hay sao?
Chỉ có nước chảy thì mới có áp lực như thế này. Vậy thì lạ thật. Sao nước lại chảy về phía này? Sao không lượn lờ chảy đi theo mạch nước được nhị lão phát hiện chứ? Hiện tượng này có liên quan gì đến tiếng chấn động do lân quả đạn phát ra khi nãy không? Nếu có liên quan, ta phải hiểu như thế nào đây? Kinh nghi đến tột cùng, Dương Hận đành phải bước lùi. Chàng lùi mãi, sao cho vẫn giữ nguyên mức nước đang ngập nửa thân ở trên của chàng. Những tiếng chụm chụm vang lên, chàng suýt ngã ngửa vào làn nước do vừa giáp phải một vật mềm nhũn. Chàng tỉnh ngộ. Chàng đã lùi lại đúng vị trí ban đầu, nơi có thi thể với đầu bị loạn thạch da vào nát bét. Điều này có nghĩa là nguồn nước từ một nơi nào đó, thay vì chảy đi theo mạch nước sẵn có để tuôn ra bên ngoài tại tiểu khẩu, nơi nhị lão hộ pháp thế vị đã phát hiện, nguồn nước đã chảy vào trong và đang nhấn chìm toàn bộ mọi vật ở trong lòng núi, chính là Thái Ất Cung. Bọn du hiệp phải chăng đã ném lân quả đạn để sửa đổi dòng nước? Bọn chúng do không lối thoát thân phát hiện khúc dung toàn thoát đi theo mạch nước, nên cố ý làm việc này, hầu mạch nước kia cạn kiệt, tạo lối thoát hiểm cho bọn chúng. Thật là đáng hận, chúng lại chạy thoát khỏi tay ta. Nước dâng ngang cổ, Dương Hận kêu thầm và kinh hoàng. Nguy tai, nước dâng mãi thế này ta chết mất, không tinh thông thủy tính như ta thật bất lợi. Theo bản năng chàng quờ tay vịt chân để tìm một chỗ cao hơn và đứng lên. Vừa tìm nơi bấu víu thân hình không để cho nước dập dềnh xô ngã hoặc phải bị nhấn chìm vào làn nước. Chỗ có thi thể vốn là chỗ có loạn thạch rơi bắn vào, Dương Hận nhờ đó dễ dàng tìm được chỗ đặt chân cao hơn. Và cũng may, ngay địa điểm hầu như là khá gần so với lối vào được khúc dung toàn phát động cơ quan khai mở. Nhờ đó mà Dương Hận dễ dàng chạm cả hai tay vào những phần vách đá còn lại. Chân thấp chân cao bước lên, tay bấu tay tìm, Dương Hận leo lên mãi. Đến lúc chân không tìm được chỗ nào khác hơn để bước lên nữa, nước thì vẫn dâng mãi. Dương Hận nửa mừng nửa sợ khi hai tay chàng bỗng chọt vào một tiểu động khẩu. Gọi là một tiểu động khẩu vì đó là chỗ vách đá lởm vào và có độ sâu có thể nói là khá sâu. Do động khẩu thật nhỏ, nhỏ đến độ đầu của chàng cũng chưa chắc chui vào lọt, nên phải gọi là tiểu động khẩu, hoặc đúng hơn phải gọi là một động khẩu rất nhỏ. Chàng rướn người lên với hai tay cho sâu vào tiểu động khẩu, hai chân lơ lửng chỉ chạm nước chứ không chạm vào bất kỳ một vật cứng nào để làm nền tảng. Thế nhưng là nước vẫn cứ mãi tiếp tục dâng. Thêm lo sợ, chàng đưa một tay lên cao quá đà để sờ tìm khắp vách đá, hy vọng sẽ tìm được một vài chỗ lõm vào nữa để đưa thân hình lên cao hơn. Nhưng thất vọng, trong phạm vi đủ cho hai tay chàng giới tới trên cao, bên tả bên hữu, vách đá nhám thì có nhám nhưng không hề có thêm một lỗ hổm nào nữa. Chàng lưỡng lự bám vào những chỗ nhám để tiếp tục leo lên nữa. Liệu ta đến lúc nào đó vì mỏi mệt phải lỡ tay rơi vào làn nước không? Bạc vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công để mạo hiểm chui vào cái lỗ hổm kia. Chàng không thể không lưỡng lự, không chui vào lỗ hổm ngay lúc này. Đến khi nước dâng cao quá lỗ hổm, chàng dù có muốn quay lại để chui vào cũng không được. Ngược lại, một khi quyết định chui vào, nếu nước dâng cao và tràn theo lỗ hổm đó, đưa chàng vào tuyệt lộ, chết như thế chẳng tiếc lắm hay sao? Nước vẫn dâng, chàng phải gấp rút có một quyết định. Nhưng mặt nước đang dâng cao, chàng mạo hiểm bấu vào từng chỗ nhám trên vách đá để rướn người lên cao hết khả năng có thể. Vô ích, mặt đá nhám như kéo dài vô tận, chẳng biết đến đâu là hết. Chàng đu người xuống thấp, một ý nghĩ bỗng lóe lên. Chân nhân tổ sư khi phòng bế Thái Ất Cung chừa lại một lối vào bé tẹo là dành cho nhân vật nào luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công. Vậy chỗ hổm kia nếu do vách đá tự khuyết vào, nhất định không sâu đến tai ta không sờ được tận đáy. Phải chăng đó lại là lối đi cũng dành riêng cho bản thân ta đã luyện nhuyễn giáp xúc cốt công? Để luật công phu của Thái Ất đến đại thành, phải chăng đây là nơi chân nhân tổ sư tàng chứa võ học chỉ riêng cho môn chủ?
Một liều, ba bảy cũng phải liều. Dương Hận còn cách nào khác nữa để chọn lựa không? Không. Chàng vội vận dục, nguyễn giáp xúc cố công khi phát hiện chỉ còn có một xích nữa là nước sẽ ngập tràn vào lỗ hổm kia. Khi thân hình đã hoàn toàn thu nhỏ, với ý định vừa có, chàng đã cố hết sức lôi theo bộ y phục của chàng cùng đi vào trong lỗ hổm. Như đã nói, chàng khó thể dụng lực một khi đã thu nhỏ hình hài. Hơn nữa bộ y phục hiện giờ vừa to rộng so với hình hài của chàng lại vừa ướt sũng nước, cho nên tỏ ra rất nặng, kéo lê lết ở dưới nền động. Đối với chàng, tiểu động khẩu bây giờ đang trở thành một động thất vừa sâu vừa có nền động hẳn hoi. Được vài bước chân, nước đã mấp mé chạm gót. Nghĩ đến một lượng nước khổng lồ sắp sửa ồ ạt vào nơi chàng vừa chui vào, Dương Hận kinh tâm đành phải bỏ lại bộ y phục để cố sức đi thật nhanh vào sâu ở bên trong. Nền động ngang bằng dốc lên cũng không đâm chết xuống. Dương Hận vừa đi vừa lo sợ đến bấn loạn cả tinh thần. Ngoặt tả theo lối đi, chàng thoáng mừng vì biết rằng nền động đang dốc lên, quạt tả một lượt nữa. Thì chàng thất vọng vì chui vào như đang hẹp dần. Ngoặt ở bên hữu, chàng phát hiện có ánh sáng mập mờ ở phía trước. Do đó dù lối đi đã hẹp lại nhưng đã có ánh sáng, nghĩa là có lối thoát hiểm, chàng vẫn hăm hở bước đi. Ngoặt hữu một lượt nữa, chàng bàng hoàng đến gai cả người khi phát hiện ra nguồn sáng kia, như chàng đã nhìn thấy trước lúc ngoặt hữu lần thứ hai, chính là ánh sáng phát ra từ một khối ngọc. Gọi là khối vì nó quá lớn so với nhân hình của chàng hiện tại. Bởi đó ánh sáng từ viên ngọc chẳng những đủ mà còn dư cho chàng nhìn rõ quang cảnh ngay ở trước mắt. Chàng nhìn thấy lối đi nơi có treo khối ngọc bỗng phình to ra, phình ra thành một hình khối có bốn bề vuông vức. Thật thất ư, nếu do thiên nhiên tái tạo, đầu thể chỗ hõm bỗng có một hình khối hoàn chỉnh như thế này, phải là do nhân tạo, và người tạo ra không ai khác hơn chính là tổ sư Thái Ất Chân Nhân. Mừng đến nhịp thở loạn động, Dương Hận bước thật chậm vào khuôn đá. Đối với chàng là một thạch thất. Thạch thất có chiều cao gấp đôi chiều cao của chàng hiện giờ, chiều sâu thì dài hơn, đủ để một thanh kiếm đặt gọn vào vuông đá. Nhìn thanh kiếm, chàng tự hỏi, ai đã đặt thanh kiếm ở đây? Nếu là chân nhân tổ sư, chẳng lẽ người đã đưa vào khi đã thu nhỏ hình hài? Đã là vậy, chẳng phải người đã dễ dàng dùng lực cho dù đang vận dụng nguyễn giáp xúc cốt công? Tại sao ta thì không? Phải chăng đó chính là bổn môn công phu Thái Ất mà chân nhân tổ sư đã luyện đến đại thành? Làm sao ta có thể luyện được mức độ này nếu không có? Chàng bất độ kêu lên, có khẩu quyết. Không sai. Dưới ánh sáng xanh dịu dàng của khối ngọc chiếu từ trên chiếu xuống, Dương Hận vừa phát hiện trên thân kiếm, từ mũi kiếm cho đến tận đốc kiếm, có chi chết những chữ là. Chàng nôn nóng bước dội đến chỗ đặt thanh kiếm, tự dạng thân kiếm, và được nhìn thấy rất rõ ba đoạn đã viết một cách hết sức là rõ rệt.